tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Giữa mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn, dâu đôi khi ta giận hờn, hiểu lầm nhau cho nhau biết bao lần ăn chăm. Xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tin cùng một mẹ sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tin cùng một mẹ sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Mất tiền, rác thải, tiếng ồn, công việc, cãi nhau, quýnh lộn mướn. Ê, cái gì vậy? Quýnh lộn mướn. Tôi đọc nào đọc. Mà đọc sao tôi viết vậy thôi, cái gì đâu. Tôi không có đọc. Mà ông đọc chứ không lẽ ma đọc. Chị đọc á. Mất gì chị đọc. Chị hai, chị rảnh quá. Chị rảnh chị vô chị dọn dẹp đi. Để cho tụi em tập trung làm việc coi. Chị dọn xong hết rồi. Chị vô dọn tiếp đi. Hai đứa đây làm gì vậy? Làm gì mà tự biên, tự diễn, tự ghi, rồi tự nhớ, rồi nói chung là tự hiểu tùm lum vậy? Ủa? Ai nói chị đây em hiểu? Ủa? Tụi em làm sao tụi em không hiểu? Hả? Ủa? Vậy chứ tụi em làm gì vậy? Tụi em nói chung là công việc tự nguyện. Đúng rồi, với lại cái này là nó có liên quan tới Mạnh Hùng. Liên quan tới Mạnh Hùng? Đúng rồi. Em đọc lại giùm chị cái chuỗi hồi nãy em đọc coi. Cái chuỗi gì? Cái chuỗi hồi nãy em đọc cho nhỏ Hoang đó. Chị hỏi để mở mắt. Cái gì chị? À chị nhớ rồi, chị tiếng hồn. Cãi nhau tiếng hồn. À liên quan tới Mạnh Hùng đó phải không? Đúng rồi. Tụi em đang làm gì chủ đề chung cư? Quá hư hỏng rồi, quá lêu lỏng rồi. Cái gì vậy chị, liên quan gì trời? Em nè, anh Hùng á đang làm đề án tốt nghiệp, mà cái đề án tốt nghiệp đó là chủ đề chung cư. Mà tụi em thì đâu có rành những cái chủ đề đó đâu, không cho phải. Nên tụi em phải lên mạng, tụi em search rồi tụi em mày mò ra rồi lấy thông tin. Đúng cho rồi, mình không hiểu, nhưng mà nãy chị định nói cái ý gì? Chị xin lỗi. Nhưng mà không có, em thấy cái gì? Chị định nói gì? Hồi nãy chị tính nói là chị tưởng anh Hùng lưu lỏng, ỷ mình đó là con của ban quản trị chung cư, cho nên là đi chơi bời, mất hết tiền vô thùng rác tìm, vô bãi rác tìm không có, đi ra công viên làm ồn miên tao quýnh dập mỏ. Thứ hai. Vui ha. Chị tưởng vui ghê luôn. Ờ chị. Nó sai rồi. Đúng rồi, chị thôi chị vô đi chị. Cái này nhưng mà em thấy cái này được. Cái này ê tôi. Cái gì được trời? Bà không. Tôi với bà để dành sau này mốt mình làm một kỳ được. Ý tưởng này được, thấy không? Để tôi lưu lại. Thôi tôi mệt quá, tập trung cho công việc này đi. Thấy nghe nè Hoang, con nhỏ này nó xàm quá. Dẹp nó, chị hỏi em nè, là cuối cùng là Mạnh Hùng chuẩn bị làm đáng tốt nghiệp. Đúng rồi. Ủa? Nhưng mà mới học năm 3 mà tốt nghiệp cái gì? Không phải chị, mình làm năm 3 thôi, nhưng mà thấy gì chứ, thời gian nó trôi nhanh lắm, mình phải làm từ bây giờ. Đúng rồi. Tới lúc đó kịp, tới lúc đó là... Đến lúc tốt nghiệp rồi làm sao suy nghĩ ra kịp. Đúng rồi, gấp rút quá, không có thời gian làm cái bài dở lắm. Vậy mấy đứa có cần chị giúp gì không? Thì đó, cái chủ đề đó chị nghĩ coi chị có giúp được không? Không phải sở trường của tụi em đó nè. Không phải sở trường của tụi em. Chủ đề chung cư cũng không phải là sở trường của chị. Nhưng mà nếu như tụi em cần một cái bản thảo nào đó mà từ tiếng Anh chuyển qua tiếng Việt thì để chị làm cho ha. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà em thì em cũng, chị thì giúp được đó, chứ em cũng không có, em rảnh rỗi lắm. Tại hôm qua nó làm cái nó rủ em phụ thôi nè. Nói nghe nè, nếu như mà mấy đứa rảnh rỗi quá thì thôi để từ từ làm. Ôi. Chứ chị nghĩ là chưa chắc được tốt nghiệp đâu, làm sớm làm gì. Trời ơi chị ơi, cái bị nghiệp ghê chưa thiệt kìa. Luôn á. Thì cái đó là chị lo xa thôi. Chị xa là gì? Cái trí tưởng tượng của chị rất là hoàn hảo luôn á. Tụi thôi, em thôi chị để cho tụi em được chung làm việc đi. Chị kỳ cục quá đi dọc. Đúng rồi. Nhắc tới cái trí tưởng tượng hoàn hảo mới nhớ, chị đã có một cái ý tưởng rất là tuyệt vời cho cái dự án chung cư này rồi. Muốn nghe không? Chị nói đi, chị nói đi. Em nói là cho. Nói lại. Mình thường mình làm về chung cư là ba cái tình yêu gắn kết giữa hàng xóm nó nhìn với nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Môi trường xanh sạch đẹp. Nhưng những cái đề tài đó nó quá cũ các em à. Đúng rồi, nó quá chán luôn. Em kiếm một bài tới giờ không có gì chúng luôn. Chúng ta là những người rất là trẻ, đúng. Những người đầy sôi động và nhiệt huyết, chúng ta phải nghĩ ra một cái gì đó táo bạo, đúng không? Táo bạo. Theo chị, chúng ta nên làm những cái dự án
độc lạ như là chung cư bị cháy nè, chẳng hả chị, có ma nè, rồi chung cư mình bị sập nè, rồi ngủ bị bóng đè nè, rồi hàng xóm muốn lột. Cái chủ đề gì đâu mà ghê chị. Ôi, chủ đề như vậy làm sao mình tham gia chuyện án tốt nghiệp được, thôi cực quá đi mọi. Trời ơi, bởi vậy mấy đứa nhỏ hơn chị có 1-2 tuổi mà mấy đứa không có nghĩ sai gì hết. Mấy đứa nghĩ đi, bây giờ nếu như mà mình làm một cái gì đó quá là êm đềm, lỡ như mà mình làm nó không có gì đặc biệt so với những cái dự án trước của những người khác thì thôi, bây giờ mình làm một cái dự án nó lạ lẫm như luôn nhưng mà nó độc lạ mới là quan trọng, hiểu không? Cô ơi, thấy thằng con trai của tôi đâu không? Cô ơi, có chuyện gì vậy cô? Sao vậy cô? Mấy đứa thấy thằng Hùng ở đâu không mấy đứa? Ngồi xuống đi cô, ngồi xuống đi cô. Sao vậy cô? Có chuyện gì vậy cô? Là như vậy nè, nó đang làm cái đề án tốt nghiệp gì đó, rồi nó làm như nó không vừa ý, nó thẫn thẫn thờ thờ, nó không nói chuyện dai hết, rồi chắc là nó trầm cảm hay sao á. Sáng nay cô vừa bừng tỉnh dậy thì cô không thấy thằng Hùng đâu hết, cô lo lắng quá, cô không biết nó đi đâu. Cô bình tĩnh lại, nếu vậy cô biết anh Hùng đâu không cô? Cô vô duyên quá, nếu cô biết thằng Hùng ở đâu thì cô lại đây cô hỏi các con nó làm gì, có phải là cô vô duyên không? Đi kiếm anh Hùng đi. Thường nếu mà cô không có bị lo lắng về chuyện thằng Hùng thì cô đã chửi con rồi. Con xin lỗi. Con bé này bình tĩnh rồi các em. Em hơi bị vô duyên rồi đó. Đúng rồi. Cô đang rất là lo lắng, mình phải nói làm sao tích cực lên cho cô thoải mái đầu óc chứ. Cô à, ơi, theo con nghĩ là anh Hùng đang bị stress về cái dự án tốt nghiệp của anh ấy. Thì đôi khi anh ấy quyết định là lên ban công để hưởng một ít gió. Và cuối cùng anh ấy nhảy xuống tự tử luôn hả cô? Để giải tỏa. Mày là vô duyên tệ. Dạ. Mày là vô duyên tệ nha cô. Con ta bóng ma không được. Bậy đi, vô duyên. Trời ơi. Hùng ơi. Anh muốn sao không vậy? Anh đi đâu tới ngày nay vậy? Mọi người lo lắng cho anh quá trời, không có biết không? Đừng có dồn dập nó quá. Dồn dập quá. Trời ơi, con ơi, con đi đâu mà để cho mẹ lo lắng đi con? Con nó đi lang thang mà. Con nói đúng chưa? Đi lang thang là vì sao? Vì áp lực. Mà vì áp lực cho nên là quyết định tự tử. Muốn nhảy lầu tự tử đúng không? Thôi đi. Trời ơi, sao bà vô duyên quá. Con ơi, nè nghe mẹ nói nè, cái đề án, cái dự án tốt nghiệp đó, nhắm được làm không được thì thôi bỏ đi con, không cần đâu, học chơi cho vui thôi. Chứ con mà vì cái đề án tốt nghiệp mà con đau đầu vậy á, mẹ chịu không nổi đâu, con biết không? Không, chịu chắc đâu không? Cô nói vậy có khác gì đâu là kêu anh Hùng đừng có tốt nghiệp. Không phải, phải cô, nhiều khi cô nói làm cái dự án khác hơn chứ nhiều khi cái khác nó còn mệt mỏi hơn nữa cô. Nói bậy. Con à, con hay là bây giờ vậy nè con, nếu mà con nói vậy là con đã quyết định là con làm cái đề tài mà của chung cư mình chưa con? Con chắc chắn là sẽ làm mà. Vậy thôi, có gì đâu con đau não. Rồi, em đã nói với anh rồi, ở bên ngoài đó có khó khăn quá thì về nhà em nha, có em chưa? Thôi đi. Cà phê mình chạy xe buýt ra, muốn chờ chờ muốn đi là đi. Không, nhưng mà nó nói được đó. Nè, bây giờ mẹ nói con nghe nè, nếu mà con đã quyết định là cái đề tài chung cư rồi á thì con cứ làm đi, cứ bình thường mà làm đi, không có gì mà khó khăn hết nha con. Đó, cái đó là mẹ thấy nè, là bây giờ con là người ở trong cái chung cư này, chung cư ngôi sao xanh này, thì mình cứ làm cái đề tài ở nơi mình ở là được rồi con. Anh Hùng, em thấy ý của Hương được á. Cái chung cư của mình á là có nhiều chuyện để làm lắm luôn á. Vừa sàn mà cái chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết á. Không, con nghĩ là cái chung cư của mình nếu như mà làm là một cái đề tài vừa dễ mà lại khó. Không có khó chút xíu nào. Nó rất là gần gũi, là rất là thiết thực, không khó chút xíu nào hết á con à. Con nghĩ đi, vì quá gần gũi, vì quá thiết thực đi, một ngày cãi lộn 800 bận luôn, hết người này người kia tới người nọ, làm sao mà anh Hùng nhớ nổi? Sao không nhớ nổi chị? Không, chị quên chung cư của mình có nguyên cái group hả? Chuyện gì cũng báo lên trên đó hết trơn. Anh Hùng chỉ cần vô trong đó đọc một cái là biết trơn. Không à. Phải đâu, làm gì có chuyện gì cũng viết lên trên đó đâu. Không anh, nếu như không đăng lên có một người anh có thể liên hệ được, đó chính là chị Lưu Lưu Ngọc. Chị đó rảnh lắm, cho nên em nghĩ là những cái chuyện, với lại đa phần tất cả những cái chuyện xảy ra đều dính tới chị hết. Anh hỏi một cái là lần ra được hết à. Con ơi, đi đâu mà xa, gần ngay trước mắt con nè. Mẹ con chứ ai, không phải là mẹ nhiều chuyện, nhưng mà mẹ nằm trong ban quản trị này. Tất cả những thành viên ở trong chung cư này, già trẻ lớn bé đau bệnh như thế nào, tánh tình như thế nào, chuyện gì bí mật gì mẹ biết hết. Mà tại vì mẹ không muốn nói thôi, nói thì người ta nói mẹ nhiều chuyện, nhưng mà vì cái đề án tốt nghiệp của con mẹ sẽ nói hết con biết nha. Mẹ nè là nguồn tin tức sống với con nè. Thật hả mẹ? Ừ.
nha. Con cảm ơn mẹ ạ. Rồi thôi khỏe rồi ha con ha, không có u sầu nữa chưa. Làm được làm cũng làm được thôi nha con nha. Thôi bây giờ con đi xin đi đóng góp ý kiến của các người lên cư nha. Đúng rồi. Em nói cho anh nghe nè, ngày mai á nếu như mà ai có xuống đây uống cà phê, em sẽ thu thập thông tin từng người xong em đưa lại cho anh. Đó, mình gọi là góp gió thành bão đó con. Thôi, thế con đi đây ạ. Con đang vội lắm rồi, mẹ nhá. Em với chị ở đây canh quán nha, em lên kiếm anh Thanh Tuấn. Đi. Nè các con ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng làm nghe chưa? Dạ. Bây giờ là cô sẽ xuống dưới văn phòng của cô đó, rồi cô thơ coi cái biên bản nào vi phạm nè, rồi hợp thơ góp ý nè, rồi ý kiến thế nào, cô gom lại cô tập trung đưa cho thằng con của cô. Dạ. Mấy đứa cũng vậy nghe chưa? Dạ. Mình góp gió thành bão nghe. Dạ. Ủa nó đâu rồi, đi rồi hả? Trời ơi, thôi tôi xuống nha, tôi đi nha. Dạ. Mấy cái người này chưa chắc được tốt nghiệp mà gấp gáp làm gì. Nổ nghiệp chị á. Chị Trang ơi. Trời ơi, chung cư của chị có rất là nhiều người nước ngoài, em biết mà đúng không? Bây giờ chị sẽ đi thu thập thông tin của họ, ok? Đi. Giữ quán, ok. Ok. À em cũng đi. Mà đâu, biết ai đâu mà đi. Tôi nghĩ cái chuyện quan trọng nhất của tôi bây giờ là ở lại canh quán. Những cái chuyện đó chỉ là tầm thường thôi, cái chuyện một cái quán như vậy phải có người canh, nó mới quan trọng. Việc đầu tiên chúng ta canh quán đó là gì? Tự pha cho mình một ly nước uống thôi. Người nghèo khó, người giàu sang, chẳng hề gì.